85 suất học bổng đã được trao cho các học sinh sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Quỹ học bổng Vừa A Dính Nguyễn Đức Quang, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền Phong trao trong ngày 19 tháng 4. Đối tượng mà học bổng Vừa A Dính hướng tới là con em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Với mỗi suất học bổng trị giá 1.500.000 đồng dành cho sinh viên và 1.000.000 đồng đối với học sinh, học bổng là nguồn động viên lớn lao để các bạn học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số tiếp tục cố gắng. Từ lúc mà lần đầu mình nhận học bổng ấy thì mình đã rất tự hào vì đấy là đấy cũng là niềm vinh dự vì mình vào đây thì chỉ có duy nhất mình là dân tộc Mông ấy thì mình cũng đã rất cố gắng để phấn đấu trong học tập ấy. Với một người dân tộc như mình thì mình có được hỗ trợ rất là nhiều, ví dụ như là chi phí học tập thì mình cũng là được hỗ trợ toàn phần, cũng có cố gắng trong quá trình học tập và cố gắng trong cái rèn luyện của mình. Đặc biệt hơn thì em có tự hào khi mình là con em dân tộc và được cái nhận học bổng này ạ. Trải qua 20 năm hoạt động, quỹ đã và đang duy trì hàng ngàn suất học bổng mỗi năm cho các em học sinh, sinh viên trên cả nước nhằm kịp thời động viên, chăm lo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ.